ngủ trước đây, ngủ ngon nha Cherry. Bực mình quá, tiếng gì bồ màu vậy ta? Giờ phải ăn đồ nớ thôi. Ủa, tối qua ngươi gặp ác mộng sao? Không 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 phải đâu. Chi à, ngươi lên lầu ăn sáng hả? chỉ là mơ thôi. À, mùi thơm quá đi, mùi của pizza với thịt gà thơm nước mũi luôn cả. Thích quá đi, mới sáng ăn thịt gà thật đã. Buồn ngủ quá. Ta đi ngủ trước đây, người cùng ngủ ngon nha. Oh,
Lần này ngươi chế tạo gì vậy? Được rồi, Chiri số 2, biểu diễn đi nào. Thiên tài, ngươi là thiên tài. Từ bây giờ chúng ta không cần lo chuyện dọn dẹp nữa. Chi là số 1. Mới sáng ra đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nè. Cái này sao lại ngủ ngon thiệt quá. Chiri à, chào buổi sáng. Không thấy tóc của Mori. Mình đói bụng quá. Rõ ràng mình cảm giác có thứ gì đó lạ lạ mà ta. Hết hồn à. Không được, mình chụp được rồi. Hơi phiền phức thiệt đó. Chỉ giấu cậu ấy được vài ngày thôi. Là cách đó. Mình thông minh quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chào buổi sáng. Ổn, ngươi chưa dọn giường của mình nữa cơ. Tập thể dục xong ta sẽ dọn. Để ta dọn thay cho nha. Vậy à? Chính là lúc này. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với tóc của mình vậy? Mũi tóc của mình. Ê nè, ngươi biết gì không? Đồ ăn không phải là thứ tự nhiên mà có đâu nha. Ủa nói vậy là sao ạ? Có sẵn trên lầu 2 mà. Ê, không phải là vậy. Nghe nói là một món ăn ngon phải được tạo nên từ rất nhiều nguyên liệu. Rau nè, rồi thêm các loại gia vị khác vào nữa. Wow, rồi ai nấu? Trời trời, có nấu đâu mà bếp. Có khi nào là thần tiên không ta? Ngon quá trời quá đất. Tâm trạng cũng hạnh phúc theo. Bộ ngươi không có tò mò ai làm hả? Nếu vậy thì không biết là ai làm vậy ta. Không biết đâu. Nếu biết được ai là đầu bếp, chúng ta có thể nhờ người đó nấu những món mà cả hai chúng ta đều thích ăn. Phải đó, ta cũng thích món ngon lắm. Món nào cũng thích, ngoại trừ không có món nào hết á. Nói vậy thì nói là cái gì chứ? Chi đi à, mình chờ thần tiên xuất hiện đi. Không chờ. Nhưng mà không biết là nếu chúng ta cứ kiên nhẫn chờ như vậy thì thần tiên có thật sự xuất hiện không ta? Hai người yên lặng một chút đi. Dậy, đừng có ngủ nữa. Mau dậy lẹ lên đi. Ông đến rồi kìa, thần tiên đã đến rồi. Đừng nói cái tên này. Wow, đúng là nhà thần tiên có khác ha, vừa đẹp còn vừa thần bí nữa. Ủa vậy hả? Không lẽ đó là thần tiên thiệt sao? Chứ còn gì nữa, ngươi mau nhìn đi. Đẹp quá nhưng, trời. Nhưng mà lỡ đâu không phải là thần tiên thì sao? Thần tiên ơi. Đó là thứ trong giấc mơ. Nó là ai vậy? Mau đi theo ta. Ờ,
Nghe danh ta chưa, đầu bếp địa ngục. Đầu bếp giỏi nhất không bị ai đánh gục. Người duy nhất có thể chế biến món ăn từ một nguyên liệu duy nhất. Dù là thánh Ala trên bầu trời đó đây, ta đều đã kiếm tìm vượt qua hàng dãy. Xin giới thiệu người bạn đồng hành. Come on, Agu. Khuôn mặt này chỉ nhỏ bằng củ hành tây. Có ai mà ngờ rằng chứ. Hai từ không thể đừng bao giờ kể. Ta có cái miệng lớn bao quanh. Nếu há miệng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Lo lắng sao? Ngươi sợ hãi sao? Không cần. Mùi vị, màu sắc và nhiệt độ hoàn hảo từng chi tiết. Nhìn xem đừng vội khen ngợi, bởi vì giờ mới là khởi đầu nha. Nhưng mà rốt cuộc các người là từ đâu tới vậy? Mau lại đây đi nào, ăn cùng ta đi.
Oh.